Trong năm 2019, công ty điện lực Khánh Hòa đã đầu tư hơn 530 tỷ đồng cho 100 công trình, góp phần nâng cao năng lực hệ thống lưới điện khu vực nông thôn. Toàn tỉnh chỉ còn 1% số hộ vùng sâu vùng xa chưa có điện lưới, trong khi nhu cầu điện lưới phục vụ sản xuất của bà con thì vùng núi cũng như miền xuôi, không có điện thì rất khó để phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ. Hiện giờ thì chúng tôi rất là cần điện để bà con nông dân ở đây họ thuận tiện sản xuất trong cái vấn đề trọng điểm về cây bưởi da xanh. Thì không có mạng lưới điện của quốc gia nên tất cả các hộ dân chúng tôi tự xây sở là cái lưới điện là điện năng lượng mặt trời. Mặc dù chỉ còn 1% số hộ vùng sâu vùng xa chưa có điện lưới, nhưng đây cũng là những khu vực khó khăn nhất, cư dân thưa thớt, đường xá đi lại khó khăn. Do đó, ngành điện tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa thể triển khai cung cấp điện cho người dân ở đây. Trong kế hoạch 2020, tỉnh Khánh Hòa sẽ nỗ lực nâng cấp cải tạo và mở rộng hệ thống lưới điện đến những khu vực này. Địa hình trắc trở cho nên cái việc thi công cấp điện ở đây là thứ nhất là đòi hỏi cái nguồn vốn lớn, và vấn đề thứ hai là trong cái công tác thi công cũng khó khăn. Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa cho biết đến nay Khánh Hòa có hàng ngàn km đường dây điện trung thế, hạ thế đang vận hành ở khu vực nông thôn miền núi. Gần 1.200 trạm biến áp đang được sử dụng ở vùng nông thôn và chỉ còn 1% khu vực có địa hình phức tạp thì vẫn chưa có điện. Và 1% này sẽ là sự nỗ lực của đơn vị trong năm 2020.